Nguyễn Trường Luận xin chào tất cả các bạn. Dạo gần đây cộng đồng người Việt Nam mình đi đổi bằng lái xe rất là nhiều, đặc biệt là bằng lái xe máy và bằng lái ô tô ấy, thì mình thấy là tỷ lệ trượt rất là cao, rất là nhiều. Ở Hilabali Shikenzo này bây giờ nó thay đổi một chút, chuyển cái vị trí đổi xe máy đến khu đằng này, đến khu đằng này. Và bây giờ cái cốt xử của nó cũng khác với ngày xưa. Thì hôm nay mình có mời anh Nguyễn Trường Đảng. Thì Nguyễn Trường Đảng vừa mới thi đậu được bằng lái xe máy cách đây 1-2 tuần ha. Thì hôm nay mình dẫn Đảng đến đây để anh em mình cùng nhau coi lại cái cốt xe và hướng dẫn mọi người xem mình đi như thế nào tốt nhất để mình nhanh chóng đậu được cái bằng lái xe nhanh nhất. Nào các bạn, chúng ta cùng đi. Hôm nay mình thì đang ho cho nên mình dùng mask. Hôm nay cũng là đang là cái dịch corona nó đang hoành hành ở Trung Quốc, đồng thời nó ở Nhật này cũng có vài người trường hợp nhiễm rồi, cho nên là mình đang dùng mask. Thì ở đây hôm nay mình đang ở cái trường thi xe máy đổi bằng 125. Thì ở trên này là cái phòng mà ông giám thị, ông ấy ngồi chấm thi, ông ngồi trên này. Còn các bạn thí sinh dự thi thì sẽ đứng ngồi chờ trong cái phòng này và lần lượt đi ra thi. Thì ở đây cái vị trí này sẽ là vị trí đặt xe máy. Cái vị trí đặt xe máy, bánh trước ở xe máy nó sẽ nằm ở đây. Bánh trước nằm xe máy ở đây. Thì khi mà ông giám thị, ông ấy ra hiệu lệnh ấy, thì người thi sẽ ngồi lên cái xe máy và chạy ra cửa đằng này. Chạy một vòng gai siêu để mình kiểm tra. Kiểm tra làm quen với xe. Mình sẽ thử phanh, thử xi nhan. Sau đó, sau khi mà mình chạy một vòng gai siêu thì mình lại về cửa này. Mình vòng vào đây và mình cho xe máy của mình, hai bánh trước của mình đầu mình quay về hướng này, và hai cái bánh trước của mình sẽ nằm ở đây để mình dựng xe lại. Để chờ hiệu lệnh, bao giờ giám thị ở trên kia nó nói ok bắt đầu thi thì mình sẽ bắt đầu thi xuất phát từ ở điểm này. Và ngay bây giờ đi cốt A như thế nào thì Nguyễn Trường Đảng sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp theo đi cốt A bây như giờ thế nào. Thì mình sẽ hướng dẫn qua cốt đi. Bởi vì cái thực tế, cái cốt thực tế nó rất là rộng, khá là mênh mông, cho nên là lúc mà đi quay ấy, nó các bạn nhìn nó sẽ không được tổng thể, cho nên là mình hướng dẫn qua cốt. Ở đây thì mình hướng dẫn cốt A. Tất nhiên là cốt A và cốt B thì nó đi có thể khác nhau một chút, nhưng mà khi mà các bạn nắm được cái cơ bản, cái cách đi ở từng cái vị trí thì các bạn có thể đi cốt A hay cốt B nó đều như nhau hết. Đấy. Thì đầu tiên ấy, các bạn sẽ xe máy của các bạn ở cái vị trí này. Cái vị trí này, xong khi mà giám thị ngồi ở trong cái tòa chấm thi như này ra hiệu cho bạn chạy, thì bạn sẽ lên xe máy và bạn phóng một cái vòng gọi là vòng gai siêu, chạy một vòng ngoài như này. Đấy, vòng ra đây. Sau đó bạn quay về đây và bạn để xe máy ở cái vị trí này. Đây là vị trí xuất phát của thi. Thì cái vòng gai siêu đầu tiên ấy, là mục đích của người ta là để cho các bạn thử làm quen với xe. Các bạn thử phanh, rồi các bạn thử phanh sau, phanh chân ấy. Rồi các bạn thử xi nhan. Lúc mà lên chạy gai siêu đấy là các bạn phải thử hết mọi thứ đấy. Rồi cái đoạn từ cái chỗ này đến chỗ này là cái đoạn đường thẳng này, các bạn phải thử tăng tốc lên xem được 35 km không. Đấy là mục đích của chạy qua gai siêu đấy. Sau đó các bạn để xe máy các bạn về vị trí này. Khi mà để xe máy về vị trí này thì lúc nào giám thị ra hiệu thì các bạn bắt đầu vào thi. Trước khi mà đi vào hướng dẫn chi tiết thi thì mình có nhắc nhở thêm các bạn một số thứ. Bởi vì tất cả cái mà mình nhắc nhở ban đầu này nó sẽ áp dụng cho tất cả trong cái quá trình đi này. Thứ nhất là các bạn
khi mà các bạn đi ấy, các bạn gặp những cái phát cua trái, ví dụ như ở cái góc cua này, cua trái này, cái góc cua trái rất là nhiều, cua vào cái hình vuông này, cua trái này, hay là cua ở góc này, cua trái này, đây cũng cua vào chữ S, cua trái này. Đấy, tất cả những cái cua trái như này ấy, thì các bạn nếu như mà các bạn cua sát vào cái góc này quá thì các bạn sẽ rất là khó đi. Nếu như mà các bạn mà cua ra xa cái vị trí cái góc quá, các bạn cua rộng quá thì giám thị người ta sẽ cho các bạn out ngay. Đến vị trí này thì chúng ta sẽ xin nhan phía tay trái và đánh mặt ra phía đằng sau phía tay trái để các cứ nin và bám sát với lại phía bo cung để rẽ tay trái. Ta sẽ bo cung sang phía tay trái và các bạn lưu ý là ở cái vòng cung này ấy, thì chúng ta cũng phải bám sát cái vòng cung sang phía tay trái theo cái hướng bên tay trái của mình và đi. Các bạn không được bo quá to để các bạn mà đang đi thẳng như này và các bạn bo quá to để các bạn phòng như này thì là mặc định các bạn sẽ bị trượt ngay ở cái điểm này và bản thân mình cũng đã bị trượt khi mà mình bo quá to ở cái vị trí bo quá to khi mà ngoằn. Vì vậy các bạn lưu ý các bạn sẽ phải bo bám sát trên phía tay trái và bo vừa phải. Nếu các bạn bo hẹp quá thì các bạn sẽ rất là khó ngoằn. Vì vậy các bạn bo vừa phải để vừa có thể sang được phía tay trái này. Cho nên ấy, lý tưởng là các bạn sẽ cua cách cái góc này này, cái đường chạy của các bạn, đường quỹ đạo của các bạn sẽ cách cái mép này, ở cái góc này khoảng từ 50 cm cho đến 1 m thì là đẹp nhất. Còn nếu các bạn ra quá 1,5 m, 2 m ra tận ngoài này là các bạn ao, mà sát vào đây quá thì các bạn sẽ khó có thể đi được. Đấy, thứ hai nữa là khi mà các bạn mà đi, mà trước khi gặp các đường giao nhau mà các bạn gặp những cái hình mũi hình thoi như này là các bạn phải giảm tốc độ. Các bạn cần lưu ý khi gặp hình hai con thoi ở trên mặt đường này, đây là biểu tượng mà phải giảm tốc độ và phía trước là phía có đường ngoằn hoặc là có đường cắt ngang của người đi bộ. Vì vậy các bạn chú ý hình hai con thoi sẽ phải giảm tốc độ và chú ý quan sát sang hai bên. Đấy. Và khi mà các bạn dừng ở các cái vị trí tô ma rê và dừng đèn đỏ ở chỗ này, vị trí đèn đỏ chỗ này và vị trí tô ma rê ở chỗ này của cái dốc này, tô ma rê ở chỗ này, tô ma rê ở chỗ này, thì bắt buộc các bạn phải bóp hai phanh, và các bạn có thể chống một chân hay hai chân, đấy là tùy vào các bạn, nhưng mà việc bắt buộc phải bóp cả hai phanh là điều cần thiết. Bởi vì khi các bạn bóp phanh ấy là cả cả hai cái đèn phía đằng sau xe nó sẽ báo, ông giám thị ông ngồi bên trên ông sẽ biết được các bạn bóp phanh nào hay là không bóp phanh nào, và cả cái chỗ cái cầu an toàn này các bạn dừng lại các bạn phải bóp hai phanh. Đấy, đấy là cái lưu ý nhất. Cái lưu ý này phải được áp dụng tất cả trên toàn hành trình cốt nhé, cho nên là các bạn chú ý nhé, mình sẽ không nói lại nữa. Thì khi mà các bạn xe các bạn để vào cái vị trí ở chỗ này là cái vị trí mà xuất phát, khi mà giám thị nói ok chạy thì các bạn cúi đầu chào giám thị một cái, xong các bạn hai tay các bạn nắm vào cái tay lái của xe. Đấy, các bạn chỉnh gương, làm các động tác chỉnh gương, rồi sau đạp chân trống xuống để dựng xe, rồi nhìn nhìn trước nhìn sau, nhìn trước nhìn sau, nhìn hai bên, sau đó ngồi lên xe thật là vững chãi cân bằng, sau đó mình bóp phanh, sau đó mình mới đề máy, sau đó bắt đầu bạn phải bật xi nhan. Lúc này cốt A bạn đi sang mé bên trái, bạn phải bật xi nhan sang mé bên trái và bắt đầu bạn phải phóng xe từ từ phóng ra chỗ này. Bạn phải khẽ dừng lại một chút và bạn quan sát nhanh ở mé bên trái, bên phải xem là hai bên có người không. Mặc dù không có người nhưng mình vẫn phải quan sát. Sau đó mình phóng sát mép này. Tới đây các bạn đá ngay xi nhan sang bên phải.
và các bạn phải đi sát mép vào và các bạn chạy vào đường này. Ở chỗ này nó có cái tam giác, các bạn đừng có chèn lên cái tam giác mà phải đi theo hình mũi tên, chạy sát sang mép bên này. Sát tới đây, tới chỗ này phát là các bạn cần phải tăng vít ga thật nhanh, thật mạnh để cho các bạn phải tăng được cái tốc độ 35. Đến chỗ này là các bạn phải đạt được 35 km/h. Nếu như mà không đạt được 35 km/h là các bạn cũng ao, bởi vì đoạn này là đoạn gia tốc. Đấy, sau khi các bạn đoạn chạy đoạn gia tốc này, đoạn tới chỗ này cái là các bạn ở chỗ này nó có chướng ngại vật, ở đây người ta đặt các cái cọc chướng ngại vật, cho nên tới chỗ này cái là các bạn phải ngoảnh đầu ra phía đằng sau, sau đó các bạn bật xi nhan máy bên phải và các bạn đá xi nhan bên phải, các bạn chạy đến chỗ này, đến điểm giữa này, gần điểm giữa này các bạn phải ngoảnh đầu sang bên trái và các bạn đá xi nhan sang bên trái để về. Đến đoạn này chúng ta sẽ gặp cái chướng ngại vật đầu tiên của lượt đi. Khi đến bắt đầu đến vòng cong này, chúng ta sẽ đánh xi nhan phía tay phải và sắc và quay mặt sang phía tay phải ra đằng sau để các cư nin xem có xe nào hay phương tiện nào từ đằng sau đi lên hay không, và chúng ta sẽ đi đánh tay lái qua giữa. Sau khi đến giữa cây chướng ngại vật, chúng ta gạt nhanh xin nhan sang phía tay trái và quay mặt sang phía tay trái để các cư nin nin và đánh xe vào sát với lại cái mép đường của bên tay trái và tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đá xi nhan bên trái xong về tới đây cái tắt xi nhan luôn, xong đó tới chỗ vị trí này đá xi nhan sang bên phải, chạy sát sang mép này, chạy theo đường này, chạy tới đây nhớ đừng có giẫm bánh vào cái chỗ tam giác này, chạy theo cái đường mũi tên, chạy sát vào cái đường mép bên này, tới chỗ này đèn xanh đèn đỏ, ở đây nó có đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy này, một là nhấp nháy, hai là nó không nhấp nháy thì nó cũng là đèn đỏ. Đèn đỏ nhấp nháy hoặc không nhấp nháy bạn cũng phải dừng lại tô ma lê ở chỗ này, bóp hai tay bóp phanh, chân dựng an toàn. Nếu mà đèn đỏ nhấp nháy ấy thì tức là các bạn chỉ cần dừng lại ở đây, xong các bạn quan sát bên trái bên phải và các bạn đi tiếp. Còn nếu nó mà là đèn đỏ không nhấp nháy thì các bạn phải chờ cho nó bao giờ nó xanh thì các bạn mới được đi. Đi phóng thẳng tới đây. Tới đây thì các bạn bo cua như lúc nãy mình nói, xong đi sát vào mép này tới chỗ này. Nhớ là tới chỗ này là mình phải bật xi nhan nhé. Bật xi nhan sang tới nơi tắt xi nhan, đi tới chỗ này lại bật xi nhan. Và khi mà mình xi nhan bên nào thì mình phải đánh mặt về phía bên đó trước, sau đó mình mới được xi nhan. Sau đó mình đi bo vào cái góc hình chữ vuông như này. Trong cái hình chữ vuông này nếu như mà các bạn mà đâm vào những cái cọc ở hai bên là các bạn trượt luôn. Thế các bạn vẫn ra đây. Sau đó các bạn phải phi thẳng, gần như là thẳng sang bên này, chứ các bạn không được chéo đi vạt góc đến đây. Các bạn phải đi thẳng sang bên này và các bạn tới đây các bạn lại đá tiếp xi nhan sang bên trái, đá xi nhan sang bên trái, đi sát vào mép, tới đây ra, tới đây tắt xi nhan, tới đây lại ngoảnh bên trái, đá xi nhan bên trái, tiếp tục đi vào chữ S. Đừng có chạm vào các cái cọc, đâm vào các cọc ở trong chữ S này là cũng ao. Tới đây cái các bạn phải đá xi nhan bên phải và các bạn phải quan sát ngay xem có xe nào, nhìn luôn hai bên xem có xe nào ở hai bên tới không. Nếu không có các bạn phóng tới đây, phóng ra đường này và các bạn đi sát vào đây. Các bạn đến chỗ này ấy, ở đây nó có một cái đèn vàng, ở cái cốt sa ten góc này nó có đèn vàng. Nếu mà đèn vàng nhấp nháy ấy, thì các bạn chỉ cần quan sát nhìn trái nhìn phải rồi các bạn đi tiếp. Còn nếu mà đèn đỏ thì dừng lại, nhưng mà chắc chắn ở chỗ này là đèn vàng rồi. Thì các bạn chỉ nhìn trái nhìn phải, xong các bạn đi cua vào theo cái đường mũi tên như này. Vào sát mép bên này, nhớ là bật xi nhan nhé. Tới đây cái các bạn lại phải đá tiếp xi nhan sang bên trái, nhìn sang bên trái, đá xi nhan sang bên trái, chạy sát mép này, ra từ đây tắt xi nhan, đến chỗ này lại bật xi nhan sang bên trái, chạy sát cua mép này, đến chỗ này dừng lại và tắt xi nhan đi. Sau đó chúng ta chống hai chân, bóp hai phanh, hít thở thật sâu,
bởi vì chúng ta sẽ lên ở chỗ này là cái cầu giữ thăng bằng. Cái cầu thăng bằng tính từ điểm này đến điểm này là các bạn phải đi với xe 125 phân khối này, các bạn phải đi trong vòng thời gian nhanh nhất các bạn phải vượt qua cái cầu này là 5 5 giây, còn các bạn càng chậm hơn càng tốt. Ví dụ cái thời gian mà tối thiểu là các bạn phải đi trên đi là 5 giây. Còn đâu nếu như các bạn đi trên 5 giây thì càng tốt, bởi vì nó các bạn đi càng chậm thì cái khả năng giữ thăng bằng của bạn càng cao. Trước khi lên cầu chúng ta sẽ dừng xe ở ở cái mép này và đánh mặt sang hai bên tay trái và bên tay phải ra đằng sau để cả Kunin xem có phương tiện nào không, và mình khuyến cáo thì các bạn dừng lại ở chỗ vị trí này, hai tay thì phải bóp vào hai tay ở bất kỳ một vị trí nào, kể cả các vị trí đường đèn xanh đèn đỏ. Khi các bạn dừng lại thì hai tay của các bạn cũng phải đặt lên hai phanh. Nếu có mà các bạn đặt bóp mà một phanh ấy thì nhiều các giám thị sẽ trừ rất là nặng điểm, và chính mình đã bị ở cái lỗi này. Đấy là lỗi bóp, người Việt mình thì có cái thói quen hay bóp một phanh, nhưng mà người Nhật thì không. Khi mà mình dừng xe lại thì mình bắt buộc mình phải bóp hai phanh. Các bạn lưu ý cái vấn đề này cho mình. Sau khi các bạn dừng lại ở vị trí chuẩn bị lên cầu, các bạn hết sức bình tĩnh. Cầu rất là nhỏ, vì vậy chúng ta tối thiểu là phải 5 giây ở trên cầu, giữ thăng bằng ở 5 giây trên cầu. Và nếu mà khi trên cầu một bánh mà bị rớt xuống ấy thì là chúng ta sẽ trượt luôn. Sau khi cả Kunin 2 đằng trước Sau khi các Kunin phía tay trái và phía tay phải đằng sau, chúng ta sẽ bắt đầu lên cầu. Ở vị trí này khi mà chúng ta dừng lại thì chúng ta có thể hạ cả hai chân xuống để giữ thăng bằng trước khi lên cầu. Và bắt đầu lên cầu. Các bạn đi trên cầu nhớ đi chậm và bình tĩnh để giữ được xe ở trên cầu một cách tốt nhất. Và đi qua hết cái cầu này cái là các bạn phải đá xi nhan luôn, đá nhìn sang bên trái và đá xi nhan sang bên trái, chạy sau đó ra tới đây cái là phải đá xi nhan sang bên phải và chạy sát sang mép bên này, chạy sang đây. Khi ra tới đây cái thì bắt đầu mình tắt xi nhan đi và chúng ta tiếp tục chạy thẳng lên đây. Nhớ cái chỗ này có người đường đi bộ cho nên là bắt buộc mình phải trước khi vượt qua chỗ này cái là mình phải nhìn trái nhìn phải, xong mình vượt lên đây, mình lên trên cái dốc này, lên dốc này mình phóng lên dốc này, tới chỗ này thì nó có cái tomare bắt buộc mình phải dừng lại bóp hai phanh chống hai chân hoặc một chân làm sao cho xe cân bằng, sau đó dừng trước vạch tomare, sau đó mình nhìn trái nhìn phải xem có xe không. Nếu mà không có mình tiếp tục phóng ra đây. Khi mà ra tới đây cái thì các bạn đá xi nhan sang bên phải và các bạn đi sát sang mép đường bên phải. Tới đây các bạn vẫn đá xi nhan. Các bạn đi vào vào trong này tới chỗ này tắt xi nhan. Và tới chỗ này các bạn lại quay sang bên trái, đá xi nhan sang bên trái, nhìn trái phải xem có người đi bộ qua không. Không có. Đèn xanh đèn đỏ có không? Nếu có thì phải dừng lại ở chỗ này. Còn nếu không có thì chúng ta tiếp tục đi lướt đi, nhớ là phải đi sát vào cái mép bên này. Đấy, đi sát vào mép bên này và chỗ này là chỗ cua bên trái lúc nãy mình nói rồi. Tới chỗ này cái ở ở chỗ này nó có chướng ngại vật cho nên là các bạn đến đây các bạn phải xi nhan bên phải và các bạn nhìn sang bên phải, quay hẳn đầu về. Sau đó ra tới chỗ này cái các bạn phải nhìn sang bên trái và các bạn tới cái vị trí giữa này là các bạn phải đá được xi nhan sang bên trái, chạy ra khỏi chỗ này cái là các bạn phải tắt xi nhan đi, tắt xi nhan và phi thẳng đi thẳng, bởi vì cái chỗ này là cái đường hai đường cùng chiều nhau, bạn phóng thẳng và một cái chiều giao vuông góc này cho nên là cũng có thể có xe từ đây sang, cho nên các bạn tới đây các bạn bắt buộc phải nhìn sang mé bên trái xem có xe không, nếu không nhìn là sẽ bị trừ điểm.
Thế các bạn đi thẳng tiếp tới đây, đây lại một góc cua bên trái. Thế các bạn đá xi nhan về vào đây. Sau đó tới đây cái thì các bạn phải đá xi nhan sang mé bên phải, quay đầu bên phải, đá xi nhan bên phải, đi sát vào mép này và vo xe vuông góc, quay trở về cái vị trí chờ để cho để xe vào cái bánh trước, vào cái vạch chờ để cho người lần sau thi. Sau đó các bạn tắt tắt máy, tắt máy sau đó mới xuống xe, nhớ là phải bóp hai phanh, tắt máy xong xuống xe, sau đó mới dựng chân trống, xong cúi đầu chào chào giám thị và đi lên cầu thang để nghe giám thị nhận xét. Các bạn mà đi được tốt như mình vừa nói là các bạn đã đậu rồi, xin chúc mừng các bạn. Còn đây là cái cốt B, mình nói qua cái cốt B một chút, cách đi thì nó cũng tương tự như cốt A thôi, nhưng mà chỉ có khác cái đường đi một chút. Thì đầu tiên từ chỗ này mình chạy gai siêu một vòng rồi như bên cốt A, sau đó bắt đầu xuất phát. Thì từ đây mình cũng, các bạn cũng đầu tiên cũng chỉnh gương rồi quan sát trước sau, sau đó ngồi lên xe, sau đó để máy, rồi xi nhan ra, xi nhan trái ra, ra tới đây quan sát trái phải cái đi ra, ra tới chỗ này, đây cũng là một góc cua bên trái, cho nên các bạn chú ý như bên cốt A mình đã giới thiệu. Sau đó các bạn sẽ phóng một cái vòng như này, vòng lên đây, chỗ này vượt cái chướng ngại vật đầu tiên. Đấy, sau đó các bạn phóng sát vào đường này, vào đây, sau đó các bạn đi vào cái cừ lan cừ hình vuông, sau đó các bạn đi ra luôn đây, các bạn đi lên dốc, lên dốc xong tô ma rê ở chỗ này, chú ý tô ma rê như mình hướng dẫn ở bên cốt A. Sau đó các bạn đi vòng vào đây, vòng vào cái hình chữ S, nhớ chữ S và cừ lan cừ là không có được chạm cột, chạm cột phát là ao luôn. Xong ra đây xi nhan sang mé bên phải, tới đây cái đèn vàng các bạn nháy nháy, các bạn xi nhan sang bên trái, quan sát trái phải, xong đó các bạn đi ra đây, các bạn đi nhớ là phải phóng hẳn ra ngoài này, chỗ này đừng có chạm vào cái tam giác chỗ này, đi theo mũi tên đi sát ra mép đây, tới chỗ này, ở chỗ này nó lại có cái chướng ngại vật, nhớ ngoảnh mặt sang bên phải và xi nhan bên phải, tới giữa chướng ngại vật thì ngoảnh mặt sang bên trái, xi nhan sang bên trái, ra đây dừng xi nhan, đi sát vào mép này, nhớ hai hình thoi này giảm tốc độ xuống, tới đây xi nhan ngoảnh mặt bên phải, xi nhan bên phải, đi giáp vào đây, nhớ chỗ này không động vào cái tam giác này, đi theo mũi tên tới đây, nhớ có đèn xanh đèn đỏ bóp hai phanh. Đấy, sau khi hết đèn xanh đèn đỏ và nhớ phải xi nhan nhé, là phải phóng ở đây, nhớ đừng có phi vào tận cái chỗ cái hình vuông ở giữa này, mà phải đi theo hình mũi tên tới chỗ này, cái ra tới chỗ này cái là hết xi nhan, sau đó đi thêm một đoạn nữa lại bật xi nhan phải để rẽ về đường này, sau đó rẽ cái chỗ này ấy, là mình phải vòng sang hẳn bên đường bên này, sau đó mình tới chỗ này mình phải dừng lại bóp hai phanh. Đấy, tắt xi nhan, dừng lại bóp hai phanh, hít thở thật sâu để đi qua cái đoạn cầu, cầu thang bằng này trong vòng thời gian phải từ 5 giây trở lên. Ra khỏi chỗ này cái là phải quay mặt bên trái, bóp xi nhan sang bên trái, bóp xi nhan bên trái, và tới chỗ này chú ý có người đi bộ, quan sát trái phải, đi vòng ra đây, xi nhan vào đây. Đây, vào tới chỗ này cái tắt xi nhan, xong lại xi nhan vào đây, sát vào mép này và xi nhan vòng về đây. Đấy, cho nên là các bạn phải chú ý nhé. Như vậy là ok nhé, cả cốt A cốt B nhé. Chúc các bạn thành công nhé. Nếu như các bạn thấy cái video này hay và bổ ích, hãy chia sẻ cho bạn bè mình cùng được biết. Và tôi biết rằng là có rất là nhiều các bạn thi bằng lái xe máy rất là lâu, bản thân tôi cũng phải thi trượt đến 10 lần và em trai tôi thi cũng phải trượt đến 6 lần, và có rất nhiều người thi rất là nản, rất là tốn nhiều thời gian, công sức và tiền của, cho nên các bạn hãy share ra để cho bạn bè mình cùng được biết nhé.
và hãy đăng ký kênh YouTube của Nguyễn Trường Luận để có được những cái video, những cái hướng dẫn thiết thực nhất về mọi vấn đề trong cái cuộc sống của Nhật Bản. Bởi vì từ những cái trải nghiệm thực tế của tôi, những cái kinh nghiệm thực tế của tôi sống đến nay là 13 năm ở Nhật rồi, tôi biết là rất là nhiều những cái khó khăn của các bạn. Và các bạn hãy đóng góp ý kiến và có cái vấn đề gì cần thắc mắc, có những cái vấn đề gì khúc mắc về cuộc sống hãy cho tôi ý kiến để tôi sẽ giải quyết cho các bạn tốt nhất có thể nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau nhé.